cháu ruột mình á thì mình ra. Còn khách lạ họ mục đích rồi gặp thầy, còn họ khách đâu gặp sư cô á, thì thầy kêu ra, thầy bấm chuông cái thầy để sư cô tiếp, thầy đi vô. Khách của ai nấy tiếp, giờ đến nè, giờ phải không? Dạ, giống như dạ. Cha mẹ của con nè, dạ. Thì cha mẹ con tiếp với chú cậu mình thì cha mẹ tiếp. Còn cái vấn đề bạn bè mình thì mình tiếp, không lẽ giờ bạn bè làm chung, học chung mình tự nhiên cái cha mẹ ra tiếp sao? Dạ. Có mà tiếp biết đâu tiếp, khách của ai thì người đó tiếp. Kêu vô, đã thầy lùa ra ngoài, thầy nói ngồi trước. Cái bà ra cái bà kêu vô, nên bất khùng khùng. Đó ta cái người cái mà không có thầy không, tại vì nhiều người cái mặt á, cái mặt á là thầy thấy cái dòm là người không tốt, nên thầy giả bộ nó thôi uống trước cái rác thầy ra thầy tiếp. Còn người tốt thầy mời vô trong chứ không phải thầy đuổi khách. Tại cái người nó dòm mình dòm cái người là biết liền. Chỉ một người một hai lần đến rồi, có nhiều người đến uống nước đã cái xong cái không trả tiền rồi đi về. Còn cái thầy nói không phải là thầy nói, mà do là thầy hỏi cà phê miễn phí cũng giống như nãy con hay cà phê miễn phí đá trăm nước không uống, nó uống cái gì có tiền uống, mà cái uống xong cái sách đích đi. Hỏi con người đó tốt hay xấu, thầy hỏi rõ ràng cái thầy nói miễn phí thì uống, cho thì mình phải uống miễn phí đi ra lát đi không. Chắc từ Tết giờ Phật tử tới cũng đông hả thầy? Không, chùa thầy là Tết năm nay không có khách, không có người. Chỉ là Tết năm nay nhân dân ai cũng giàu có hết á. Có thầy nghèo á nên họ khi dễ thầy coi thường thầy không tới. Đâu con tới mà. Con có tới mà. Thì tới thì con không coi thường. Con những đấy con coi đi thường. Tìm từ sáng không, họ quý thầy mới tới, họ coi thường dạ. Họ không tới. Giống như nhà mình đi, khách quý và người yêu khách mình chứ thương mình họ mới qua lại. Còn họ ghét mình họ tới chi, tới là họ khù, ta thấy gặp mặt này ta ghét rồi. Giống như thầy ra đường ai cũng ghét hết rồi, vì thầy ra đường làm gì? Đó ta hận, ta khù với ta ghét thầy, mà thầy tự nhiên cái thầy đi lừa ra đường làm gì? Người ta hết đi đâu ta cũng quý, còn người ta ghét mình đi ra gặp mặt chị. Giống như con mình ra đường nó quậy nó phá thì mình khuyến khích nó ở nhà. Còn cái đứa mà đi quan đi chơi về hoang đi đúng giờ, giống giờ mình đỡ lo lắng, mình cứ khích đi đâu đi về. Còn cái chùa thầy á, thường thường nó luồn luồn vô, nó không chụp giấy tờ thì nó ăn cắp giấy tờ của mấy chèo nóc nhà này kia, nhưng mà ai ăn cắp trộm bạc để yên mới coi như không có. Kỳ. Cứ giấy tờ mình là thứ nhất, căn cước chứng minh giấy tờ không được chụp hình, không được mượn. Mượn người ta lấy giấy tờ mình người ta làm bậy. Một là làm giấy tờ gì, hai là người ta làm giấy tờ mình không biết, giá bộ tôi cho 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu bà ký rồi đó tôi cho bà tiền. Cái là mình khùng, mình ký cái là mốt tài sản mình mất hết. Cái đó tất nhiên rồi hả? Rồi hai nữa ta biết bả cái xóm này bả khùng. Hồi xưa tới giờ là nó tóm gọn lúc tỉnh, lúc mơ, rồi lãng tai, rồi điếc. Nên là bả là hồi đó phụ nữ là gia đình ông bà hay là khổ bả nhiều nhất. Bà khùng nhiều nhất và bà hại nhiều nhất, mà cha mẹ cũng đau khổ nhiều nhất. Hồi xưa hen, ông ngoại bà thầy, bà ngoại thầy hay cậu chú thầy mua miếng gạo, cái bà ông cắp gạo đó, bà xúc cái đem ra ngoài bà bán, bà đi chơi. Nếu mà thầy không tu là bà cũng chết lâu. Bà mà thầy không chịu tu, thầy mà không tu, không lập chùa là bà chết nay là trên chục, 20 năm. Đó, nên thầy nói rõ cho tụi con biết, không phải là thầy bất hiếu mẹ mà thầy ra mẹ mà thầy nói, mà bà có nhiều chứng. Rồi hai đứa con bà bắt hiếu nè, tến nước nè, hai đứa con ruột không bao giờ qua chúc phúc bà, mà sinh nhật cũng không bao giờ qua chúc phúc, qua cho mẹ 500, 300, rồi Tết cô không mua được bịch kẹo bịch bánh gì nó cúng Phật hay cúng ông bà. Rồi cháu mấy đứa cháu cũng không đến chúc phúc ở bà của mình. Rồi con của mình là mẹ con ruột của mình mà nó cũng không về coi thường mình, còn đi về nó chơi dòng họ anh em cậu chú gì nó qua nó chơi ở từ sáng tới chiều luôn, ngày nào cũng vậy, mà mẹ nó không về thăm, mà cứ lục hộp cái gì cái ai cho chùa cái ta lì xì gì lát cái ra đứng ngoài đường có cho bả dòm con cháu nó, mình ở trong nó vô gì nó tìm mình,
con này ngược bà đi ra ngoài cho nó thấy rồi rồi cái lấy tiền cho con cháu. Hỏi bác không không, con cháu nó khi dễ mình, con ruột mình thì dễ mình, cháu khi dễ mình, rể nó khi dễ mình, nó không dòm, nó không tới, nó không chào mình, mà mình đi ra ngoài được cho chồm rồi còn cho con cho cháu. Hỏi bác không không, hỏi giờ con nghĩ đi, giờ con cha dân như con có dâu có rể với con ruột nó về, nó bỏ, nó không về, không hỏi mình, rồi sinh nhật mình cũng không cho quà cáp, rồi Tết nhất nó không cho đem bìa bánh kẹo hề hề. Con nghĩ con nó có hiếu không? Phải, nhưng ở xa, ở ngoài Bắc, ngoài ở tỉnh khác mà nó không có tiền gì quê á thì mình đành. Còn này nó về đây hàng ngày mà nó ở ngoài hàng rào với bên hông với cậu chú con mẹ nó ngồi trong chùa nó không vô không khâm. Vậy mà hư cái gì? Nói vừa con cái nó bất hiếu mà mắc dạy, rồi về đâu đâu khổ cái khóc xin cái nhà mình cho. À, nó bất hiếu. Nó coi mẹ mình không ra gì. Tóm gọn bà đeo khờ cái nó tóm một ba chị em thầy là ba cha là bà đi chơi bà lấy bậy mà có y chang như thầy để thầy chính thầy nói còn này kia họ nói hồi đó nó lấy bậy nên có thầy nó khi dễ thầy đó vợ mới tu nó cũng là mắc dạy. Còn bà thì đã bắt khờ vậy thì mình phải không phải ví dụ như mình thấy sư chị mình em mình hay cô mình đã bả hồi xưa đã bị khờ giống như tụi con khùng khùng mới ra giờ cái mấy bảy số thằng này lấy cái thằng kia lấy băng bầu cái đẻ ra con như củ chi thầy cũng rất nhiều bà đi bán số ít bữa thấy cái bầu mà không bao giờ có chồng thì đã ta khờ ta khùng rồi mà nó cứ lừa nó lấy xong cái có bầu cái đẻ ra con mà nhiều phụ nữ giống như vậy như sư cô hồi đó là bả cũng bị đi ở đợ bị điếc rồi bị lẳng với khờ nhất trong nhà nên là đi ra đàn ông cái là nó lừa nên cái tội này là cái tội đã mình là tội ác rồi thì mình ráng mình tu rồi con mình tu là mình biết mình là mình lỗi hồi đó đẻ ra về cái thầy làm ra thầy mua cái này kia làm chùa có cái hô là hô nhờ thầy á thầy nhờ phước bả mới đẻ ra thầy mới có cái gì nghe người ta nói xúi dục cái nghe sinh ra là thầy khổ phải không? Giờ thầy khổ thầy phải phấn đấu làm này kia rồi tu hành họ mới có họ cúng dường cho thầy chứ làm sao sướng mà vậy cái nó không ngon á ta xúi dục gì còn ai mà về lấy cái gì bên hơn khổ lắm khương cho nó khổ thì nó chết chứ khổ sao mình giúp nè giờ có tay có chân phải lao động làm ăn như thầy đi không tu không cúng này kia làm gì có mà đó là cái sư cô thầy là cái tội rất nặng với bà lãng tay bà không biết gì mà mấy cái hàng YouTube này cũng khùng à đã ra bà chữ giống như hổm đi đã bà ra bà đang quay phim vậy đã bà ra bà chữ cái thầy xô kêu bà đi vô cái này nó thầy bắt hiếu đuổi mẹ thầy vô với xô bà đi vô nó còn nói ngược lại vậy đi giờ này giống như con đi người ta quýnh lộn đi người ta quýnh người ta sợ đánh mẹ với cha mình thì mình phải kêu cha mẹ vô còn này mình hô gì để cho cha mẹ ra rồi không lẽ giờ để cho họ quýnh mặn hô cái hô bắt hiếu cũng do tụi nào mấy cũng mấy thằng YouTube này mấy YouTube này nó tóm gọn là mấy thằng có nghĩa là nó là mậy không mấy thằng khùng nữa thì thầy nói không tóm gọn nhưng mà chín thằng hết tám thằng khùng rồi thằng khùng nhất giống như thằng này khùng nhất này mới đập ra đường đánh đập cho nó chết đi thằng này cũng khùng luôn còn mấy nhỏ gái cũng có lúc mưa lúc nắng cũng giống như sư cô luôn lúc khùng lúc điên sáng nắng chiều mưa giờ chưa có tí còn nhiều phụ nữ đây thầy không nói nhưng mà chùa thầy chùa nam mấy người quay phim nhất là mình đến chùa ni mình giúp đỡ những cái chùa ni mình quay cái gì để ni người ta đến người ta tham quan hỏi chùa tăng để cho mấy đứa nam này chùa đực thì mấy thằng này làm đĩ đực còn mình qua chùa ni mình làm đĩ cái tự nhiên cái ta chùa nam mình đâu lẽ giờ phụ nữ lại cái nó tóm gọn thầy đuổi á thì tội cho thầy mà thầy chữ á thì nó ác cái khẩu mà giờ thầy làm quá cái tụi con cứ không hiểu giống như phong tục tập quán cả thế giới ở Việt Nam chùa tăng thì là nam không chùa ni là ni không dâu nữ qua nữ chùa nữ ni qua chùa ni còn mình đi công quả thì không phân biệt nam hay nữ mình vô mình cúng chùa hay mình ngồi chơi thầy tiếp bao nhiêu tiếng rồi về chứ không được lưu trú hay ngủ hay tu ở chùa nam mà nữ thì mình qua chùa nữ tăng mình chùa tăng có phép tắc nhà Phật tụi con không tu thì hỏi thầy chứ lại ngồi nói điên nói khùng không
Con mất cả khi đứng trước vẻ đẹp của thầy. Người, giống như mấy người mà mấy dâu cũng vậy. Nó không có lễ phép và nó cũng không có. À gần gần đây là bà con không hả thầy? Nói bà con nhiều nhưng mà có người thì lễ phép, có người không lễ phép. Và ví dụ mình không lễ phép đi nhưng mà thấy người ta phải tôn trọng. Thì cái gì nó có nguyên nhân của nó. Thầy đã nói lơ, nói qua là tất nhiên là anh ta nói để cho mình nó lánh qua, không muốn nhắc mà không nói tới. Mà cứ khùng khùng, cứ nhào nhào tới. Giống như thầy đi, con người xấu, thầy mới không tiếp. Chứ nếu mà con tốt, thầy đã tiếp. Giống như Phật tử, ai cũng đến cầm cho Phật tử đông để ta cúng dường để có. Tự nhiên thấy Phật tử lại cái đuổi. Có khùng dữ không? Giống như mình bán kinh doanh đi, bán quán mà tự nhiên không cần khách. Rồi lấy gì để sống? Rồi xây chùa mà không cần Phật tử, lấy gì lấy tiền để sống? Mình phải suy nghĩ cho kỹ. Rồi quay phim cái này nè, nếu nhà nước không cấm thì thầy đuổi mình chứ. Nhà nước người ta không cho bất cứ kênh YouTube nào đến chùa quay. Và tất cả các đình, miếu, chùa, khu du lịch là mấy người quay phim chụp hình là nhà nước cấm hết. Tôi cá nhân con chụp hình quay phim thì người ta cho. Nhưng mà cá nhân các cái kênh khác họ lại họ quay những cái cảnh này cảnh kia lại do nhà nước cấm. Ví dụ như giờ lên địa đạo Củ Chi đi, người ta không cho quay. Đình miếu hay những cái khu hầm này kia ta không cho. Rồi những cái khu di tích lịch sử ta cũng không cho. Rồi những cái chỗ bảo tàng mà những chiến tranh hồi xưa với đạn bom với xe tăng đồ ta không có cho quay. Rồi những cái khu du lịch có chỗ ta cho quay, có chỗ ta không cho quay, ta để cấm quay phim chụp hình là mình không chụp. Rồi tác cái cỡ cơ quan nào ta để trước bảng luôn, ta để là cấm quay phim chụp hình mình cũng không được cấm. Ở chụp là ta lấy điện thoại, còn mấy mình phải xóa tại chỗ. Rồi các chùa chiền giờ á, họ lợi dụng Phật tử, cũng là Phật tử, lợi dụng cảnh chùa. Này là chùa của tôi, cái vận động kêu gọi, cái người ta gửi tiền cho mình, cái hỏi, cái gom lực vài ba tỷ, vài chục tỷ xong cái ép luôn. Đâu có cúng cho thầy trụ trì. Cái ta hỏi về ủa chùa sau bao nhiêu năm không xây. Rồi ra là hình như là cái người đó lấy tiền đi trốn mất tiêu, còn không ấy xây nhà. Ở thành phố mình á, có người á, vận động được 30 tỷ, xong cái xây nhà mình 7 tầng lầu. Bây giờ người ta phải ép phải bán cái căn nhà đó, còn mới đập căn nhà đó ra. Nó vận động xong rồi cái nó nín luôn, đâu có cho chùa đâu. Nên là giờ người ta không cho Phật tử, người đệ tử ruột là quay những cảnh đang xây dựng chùa hoặc quay chùa chiền mà đến mà chụp bơi hình thôi. Chứ còn quay hai cái đi vận động này, chùa khó khăn, khổ sở. Mới là chưa vận động thì nói tốt trong thầy đó quý cùng. Mà vận động rồi cái giả bộ cái này qua kia cái rồi hoặc giận với ông sư. Giả bộ làm cái gì để cho bực mình, ông chữ mình rồi bắt đầu cái giận cái là không bao giờ gặp nhau. Mấy cây mai này là thầy làm không hả? Còn cái hàng quỷ này thầy ghét dữ lắm. Thầy không thích nó tới chùa mà cứ tới hoài. Đây hả? Ừ. Kỳ vậy? Ừ. Thầy không ghét mình đừng tới. Người ta không thích mà cứ tới hoài. Không tin thầy chữ nó hàng ngày luôn. Mình nó cứ phái tới. Là cái mặt mày dâm mày gian mà tao hay sống tao không muốn gặp. Em cứ gượng á xạo. Nó tóm gọn mày mướn người khác quay, tao không thích mày quay. Nếu mày thường tao mỗi ngày mày coi tin video đó, mấy đứa này quay mày về mày coi. Biết sao? Do cũng nhận khất, có hồi nó nói này, hồi nói kia. Còn nói đúng sự thật mà hài. Sự thật gì? Sự thật mà tao ghét. Mày đừng có nói đi. Ngồi nói điên nó khùng ta, ta đang quay thì ta nói gì nói ngồi xí vô nói cho được. Dạ từ nãy giờ con đâu nói chuyện đâu hoài. Ở giờ mày đó mày đang nói không nói không? Giả vô băng họng mày, thầy nói thì lắng tai im nghe đi. Ngồi trả lời lẫn nói đang nói không nói gì hết. Thầy dễ thương mà. Vì xạo quá đi. Chữ nó cái không ghét của nào trời trao của đó. Mày mà đã tao ghét mày tao thù tao không hỏi chị nè coi ghét của nào trời trao của đó. Người xưa nói đúng chứ không nói sai đâu thầy ơi. Xưa vậy đâu mày đi luôn không coi. Bữa tao bữa đó thầy cầu cho nó đi bị xe đụng cán cái bẹp cho chết. Bạn giờ có làm bậy con bị xe cán cái bịch thì xe cán cái bịch chứ đâu phải cán con đâu thầy. Thì bán mày bịch luôn cán mày nhập đép như